Đây đây đây. Thôi được rồi. Đây đây, để cho mượn cho soi. Thôi được rồi, đây đây. Sang quay đi. Có cái đèn pin ông mượn tí ông xuống. Thôi thôi, đây đây đèn này được. Cái đèn này bắt đầu chưa? Hả? À, xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Xuân Trường Nam Định. Nơi này có một ngôi nhà với cái tuổi đời là trên 100 năm tuổi. Đây là một trong những cái dấu tích lịch sử rất là cụ thể và rất là quý giá. Vì những cái nhà như thế này bây giờ không còn nhiều nữa, không còn là mấy. Và các bạn nhìn cái kiến trúc này, nó lại là nửa phong kiến, là nửa của Pháp cơ. Đây là cái cửa này là cửa ra vào, cái cửa của Pháp. Và cái mái ngói này thì lại là mái ngói kiểu phong kiến. Đây là rất là rộng, cao. Ngôi nhà này của gia đình, và bây giờ gia đình lại để không có người ở vì thần nó tác động rất là mạnh. Các bạn nhìn ra đây, nhìn những cái chân cột ở đây. Đây có chữ sao chứ nhỉ? À không phải. Không phải chữ. Cái chân cột. Cái gạch này là gạch từ ngày xưa đây này. Gạch này gạch ngày xưa mỏng như này. Và đây nó xây là như kiểu mật mía đấy, chứ không phải là mật mía với lại bột đá, chứ không phải là vữa. Cái chân cột này nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Rất tiếc một điều rằng là chúng ta vào đây vào buổi tối, cho nên nó lại không nhìn được cụ thể rõ. Đây cháu mượn một chút ạ. Đây đây, cháu gửi cái điện thoại. Qua nhỉ. Đây để tôi bật cái chắc đây. Pin nó không được sáng mấy đâu. Vâng, không sáng lắm. Bật cái đầu nó cơ, cái đấy. Vâng. Một cái sự trải nghiệm rất là thú vị. Và tôi thường khi tôi đến những cái nhà mà có cái dấu tích như thế này, cái trạng thái nó rất là lạ. Vâng, đây ôi. Đây có một cái cửa này ngày xưa có cửa không ạ, hay là bịt vào ạ? Cửa sổ này xây bịt thì đấy, không có người nó vâng. Kiến trúc này rất là đẹp thưa các bạn, rất là đẹp. Rất đẹp. Tối lại không nhìn rõ được, chứ cái này nhà này rất là đẹp. Mời các bạn vào trong nhà. Chú ơi, cho cháu hỏi cái diện tích đất nhà là như nào ạ? Từ đâu đến đâu ạ? Đất nhà đây từ sát cái nhà này. Sang đến ngoài này, giáp nhà này chứ ạ? Vâng. Đấy cũng của cụ đấy, nhưng bán cho họ một phần họ nằm. Vâng. Cái cây này là cái cây đào tiên đi. Đào tiên này là mới trồng đúng không ạ? Vâng. Mời các bạn vào tham quan nhà, rất là đẹp, rất là đẹp. Đẹp quá. Đẹp quá. Đây là một cái kiến trúc rất là lạ. Đây là kiến trúc Pháp chứ không phải là của phong kiến ngày xưa. Đây là kiến trúc Pháp. Ở ngoài nó có một cái hiên ở ngoài. Cái nóc này có chữ ngày xưa nhưng nó rột nên là đưa nào ấy lên. Đưa nào nộp tôn lên kìa, che hết đi rồi. Đây là có chữ ở chỗ này ấy chị ạ. Chữ trên nòng cốt ấy. Trên nòng cốt này này. Đây, nhưng đây. Mà rột rột mà. Vâng. Cái mái này, cái chân này làm thêm vào vậy ạ, thêm nó rộng. Vâng. Mới nằm mình đẹp quá. Các bạn vâng. Đây các bạn đây cái cửa và cái cửa này. Đây là cái cửa từ thời xa xưa này. Rất là đẹp. Cái nền này vẫn giữ nguyên hay là nâng? Cái nền này chắc là nên là nền xi măng rồi, chắc là nâng lên rồi. Nâng lên đấy ạ. Vâng, nâng lên rồi. Đây là cái kiến trúc là một gian và hai trái. Ôi đẹp quá, ở trên này nhìn này. Trên này chắc là cái cửa này là nó thông sang cái phòng vâng, này. Thông sang phòng này, nhưng mà nhà lại làm cái mái tôn ở đây đi. Mái tôn này nó trước là nó như kia nhưng mà nó bị dột xong để làm. Vâng, rất là đẹp. Tiền thì làm vậy, không qua giờ thì đến giờ. Cái này là bây giờ là để không ạ? Vâng. Dạ. Nó rộp cho nên phải làm vậy cho nó còn rộp. Vâng, bên này cái phòng bên này. Đây đấy, cũng có cửa sang đấy. Dạ, vâng, đúng rồi, nó có hai cửa. Đây đây. Mời các bạn vào đây tham quan một chút, tại vì cái kiến trúc này rất độc đáo. Kiến trúc này rất là độc đáo. Rất là đẹp. Đây là ngói cổ. Ngói cổ. Ô, cái gì đây? Cái gì đây? Đây chú ơi, cho cháu hỏi cái này một chút này. Hai cái này nó là hai cái
cái tai này bằng đá này. Vâng, từ ngày đá, xưa nó có cái cửa vậy đấy. Ngày xưa cửa đấy, cửa là đây là cái để lắp cái cánh đúng không? Vâng. Cái chùa ở dưới này cỏ này đánh đá này. Vâng. Chỗ này nó thì cũng hỏng nên là phải đưa thêm cái này vào cho nó khỏi giữ. Đây nó mẻ hết rồi đây. Vâng. Gạch này gạch xưa, gạch cổ. Xưa hết đấy. Đấy, không nhìn được cái cột cột ở bên này nhỉ? À, cái cột bên này đây này. Cũng có cửa sang. Nhưng mà đây cha ra đây soi quay này. Đấy. Cột ở giữa cái quan trọng nhất là cột ở giữa thì lại che mất rồi. Không, nó không có cột đâu mình. À, cái cột xuống cái xà đấy, có vâng, cái xà có, trên. Vâng, có cái xà ngay. Đứng này cái này nhìn được cao thêm tí nữa đấy. Vâng, nhìn được rồi. Đấy, nó đầy đủ cả niêm hết đấy chứ. Vâng, đây là bị nứt hết rồi. Nứt đây là tường này, tường cũ ngày xưa ấy ạ. Vâng, tường cũ. Tường cũ có cái tường to này này, cái tường ngày xưa nó dày vậy này. Vâng. Rất là đẹp. Và bên này cái hương án này và toàn bộ đồ thờ này là từ ngày xưa để lại đúng không ạ? Ngày xưa cái bát hương này là bát hương cổ ngày xưa. Vâng. Ôi bát hương đẹp quá. Không biết từ đời nào đây. Để cho kiểm tra một chút nhé chú nhé. Vâng. Bát hương đẹp quá. Em quay rõ bát hương này. Bát hương này là bát hương đồng ạ. Bằng đồng. Đây đa số là bát hương cổ ngày xưa. Và cái bát hương đồng này. Đồng đây là đồng. Cái khám kia cũng là từ ngày xưa nhưng rồi nó xấu thì ông đi mua cái mới không để vào đây. Vâng. Cái đồng này là đồng thường nó không nặng lắm các bạn. Vâng. Đây chỉ là đồng thường thôi. Và ban thờ này, đây là của một ban thờ ngày xưa nó rất là bề thế đấy chứ. Vâng. Đây là ban thờ rất bề thế. Đây là hoàng kim vô đối từ ngày xưa luôn đấy ạ. Vâng. Không, cái đối mới bây giờ đấy ạ, mới vừa đấy ạ. Có cái hoàng kim vô đối nhưng mà nó mối, xong nó mối nó ăn xong nó mối cái là mối chai hẳn hoi cơ. Dạ. Thưa các bạn, gia đình nhà này có một bạn đang công tác ở Hà Nội. Bạn rất quan tâm đến tâm linh của gia đình và ngôi nhà này. Vì ngôi nhà này đang để hoang mà bạn thì lại là cháu nối dõi cho nên là bạn... Cháu ngoại. Thế mà bạn lại rất là nhất tâm và quan tâm đến vấn đề và mời thầy trò về đây để xử lý giúp gia đình về vấn đề tâm linh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra và xử lý vấn đề cho gia đình. Đây là một cái nhà này là cái nhà của địa chủ ngày xưa đấy chứ không phải là bình thường đâu. Đây gọi là đại địa chủ ngày xưa đấy chứ. Bây giờ chú ơi, mời chú vào đây để cháu kiểm tra cho chú nha chú ơi. Không, đây cũng ông rể, ông rể là con gái. Các cô là con gái, hai cả hai cô là con gái. Vâng, là chị cả ở đây. Thế thì cô ngồi đây. Con của cô này, con của bà chị này đấy. Con trai của bà chị đấy. Dạ vâng, cô ngồi đi ạ. Thế là nhà này lại không có cháu đôi dõi. Không, không có cháu nội. Cháu ở trong Nam, một đứa nhưng trong Nam. Nhưng mà trong Nam cũng là cháu ngoại hay là cháu nội? Cháu nội thì lại không về được. Không về. Còn một ông con trai nữa thì chết năm 41 thì này có thằng con nó thì ngứa não. Bị não vậy? Thực ra như này ạ, đấy nó là do cái tâm linh của cái mảnh đất này nó tác động. Vâng. Không cần phải đĩa đâu ạ. Cô có tắt ra giúp cháu cái quạt đi nhé. Vâng. Đây cô ngồi xoay vào đây cho cháu. Cô ngồi xoay vào đây. Cô cũng ngồi đối với cháu đây này, cô ngồi đối diện với cháu đây này. Ngồi đây à? Vâng ạ. Vâng, chị ngồi đấy. Rồi, chị cả. Tôi đang còn đang rất là bâng khuâng khi tôi được chứng kiến một cái căn nhà lịch sử như này. Nó rất là hiếm thưa các bạn. Đây cô cũng ngồi, cô tập trung vào đây. Vâng. Cháu lật lại cái lịch sử gia đình một chút. Vâng. Vậy. Đất này phải có người trong gia đình hoặc hàng xóm người ta nhìn thấy một cái vòng nước áo trắng nó cứ đi lại lại trong. Vâng, phải có người nhìn thấy một vòng nước áo trắng. Hai vòng chứ không phải một. Chúng tôi thì là gái đi với chồng ấy mà. Vâng. Thì chỉ thang thắp hương thì chứ vâng. Không ở đây được, ở bên nhà thôi. Cái ngôi nhà này là của cụ đời thứ tư. Vâng. Từ đời thứ tư, cụ này trước đây là quan hay là thầy đây này? Cụ phó. Phó gì ạ? Vâng ạ. Đây là của cụ đời thứ tư, cô nhé. Cháu đang lật lại lịch sử ngôi nhà một chút.
Và đây là quan và địa chủ chứ không phải đơn giản đâu ạ. Vâng. Và là địa chủ luôn đấy ạ. Có cụ nằm mà quan. Vâng ạ. Có cụ là đời thứ tư. Vâng ạ. Đây là từ cô tính là đời thứ tư đấy các bạn nhé. Tính lên là đời thứ tư. Đây là đời thứ tư. Đời thứ tư. Ôi giời. Ở trong dòng họ nhà này nó có cái hiện tượng là có những năm mất đến 2-3 người trong vòng 12 tháng. Có những năm nó xảy ra như thế. Đây gọi là cái hạn trùng. Và đây nó gọi là do cái tâm linh ở cái đất này nó tác động cô nhé. Vâng. Và trong cuộc sống gia đình thì các cái con cháu, cái cuộc sống vợ chồng nó cứ hay có cái sự ly tán. Vợ chồng lấy nhau nó hay bị ly tán. Vâng ạ. Vâng ạ. Thì đây, cái cậu con trai lớn thì là chết năm 41, xong rồi vợ lại ra bên ngoại thì sống. Vâng. Ở bên ngoại cũng hiếm người ra đấy, tại vì cũng không có điều kiện mà ở đây mà tu sửa đấy cái nhà này thì lại ra kêu họ cho nhà lại ra để ở. Tổng cộng thứ hai thì lại cũng đi vào Nam công tác, thì vợ lại cũng mới chết được 2 năm thì chết cũng ung thư. Lại ung thư. Vâng. À, đấy là do tâm linh ở trong cái nhà này tác động. Vâng. Bây giờ hôm nay cháu về đây để cháu xử lý giúp cho gia đình và dòng họ. Dạ, chứ vâng. Nếu không thì nó còn xảy ra nhiều cái nữa cô ạ. Nhiều vấn đề. Vâng ạ, nó rất nhiều vấn đề và nó xuất phát từ ngôi nhà này. Vâng. Cô nhé, nó có một cái điều thưa các bạn là trên này tôi cần muốn hai nhìn thấy hai cái gọi là cái thanh gọi là quá giang hay là cái gì tôi không biết. Nó có hai cái sàn ngang nhưng mà cháu lại không nhìn thấy. Tại vì vấn đề nó đôi khi nó lại nằm ở trên đấy. Thì là cái này là làm che đi mất lại không nhìn thấy. Bạn đồng hành khi cơ đối. Vâng ạ, không, cái quá giang rồi. Cái gọi là gì cốt. Nó tốt. Vâng, vâng. Có chữ, có biết, chữ nho. Chữ nho, vâng, hai cái thanh nó to. Nó là to. Cái gọi là năm cốt nhé. Vâng ạ, nó vẫn còn ở trên đấy ạ. Còn ăn. Sợ cháu sợ vấn đề nó nằm đấy, tại vì bây giờ lại làm cái này nó che mất rồi. Vâng. Thì nó rột, nó rột, nó như giá rồi, ừ. Nó cái gói nam nó tụt xuống. Nó mái độc nặng rồi, rồi cậu nó về, cậu nó phải bắn cái tôm, có nó rột ở những cái bát hương. Vâng, vâng. À, thưa các bạn, vì sao những mảnh đất địa chủ lại hay có thần? Tôi xin nói lại, đó là ngày xưa địa chủ thì có của và chôn giấu. Và khi chôn giấu thì họ thường cẩn thận, đó là chôn theo thần, tức là chôn theo một người phụ con gái. Vì ngày xưa cuộc sống người phong kiến ngày xưa con người mạng người nó mua như mớ rau, gọi là như cỏ rác, cho nên là rất nhiều địa chủ Việt Nam học theo cái thầy pháp người Tàu, cho nên người ta đã tìm cách người ta chôn giấu và chôn theo cái thần nữ đấy. Cho nên là những cái nhà mà liên quan đến gốc tích địa chủ hay tàn tích phong kiến nó đều có những cái hệ quả, cái hậu quả để lại. Tôi vừa nhìn thấy một cái gì đó ở đây, cái gì đây rất là đẹp. Đây là cái hương án cổ ấy, hay cái này là cái đồ thờ cổ đúng không ạ? Ở đây thưa các bạn toàn những cái đồ thờ từ ngày xưa rất là đẹp. Bây giờ tôi phải xác định xem cái thần nữ nó nằm ở đâu. Đấy là cái điều tôi cần quan tâm. Nó ở trên sạp gỗ. Tôi đoán ngay, tôi vào cái đất này, thực ra khi tôi vào đất này, nó ở chỗ nào tôi đều có sự linh cảm, bất cứ đất nào tôi đều có sự linh cảm. Bây giờ các bạn có thể nhìn, cháu mượn một chút. Nó là cái xà gồ bên tay trái, bên trái. Cái xà gồ này to lắm ạ, hai cái gọi là cái con, cháu không nhớ chính xác cái nó gọi là quá giang hay là cái gì đó ở đây. Long cốt. Long cốt đấy nhỉ. Thì hai cái long cốt ở đây nó rất là to, nó có chữ khắc, nó rất là to, nằm hai bên này đúng không ạ? Thì nó có một cái thanh bên trái này, cái thanh này nó có một cái vết nứt, không biết là các cô có biết không? Chắc các cô không để ý đấy. Và bây giờ thưa các bạn, nó nằm ở bên tay trái này, nó không nằm ở dưới mà nằm ở trên. Bây giờ các bạn có thể nhìn cái tay của tôi này, các bạn nhìn tay, nó sẽ quay ra hướng này. Các bạn thấy chưa? Đây này, cháu sẽ chỉ rõ cái thanh này cho mọi người. Mặc dù cháu chưa nhìn thấy nó nằm vị trí cụ thể như nào, cháu sẽ chỉ rõ. Vậy thì cái thanh này thẳng ở đây, nó nằm đây. Đúng rồi. Đúng không ạ? Nó thẳng cái cột này. Vâng, thẳng, à, thẳng cột này, đúng rồi. Đúng rồi, cái cột này. Đấy, nó nằm ở đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nằm thẳng hai cột. Vâng, vâng, vâng. Nhưng vấn đề nó lại nằm ở đây. Nó lại nằm ở cái cột bên này. Nó nghĩ ở bên tay này. Vâng.
nó ở bên tay này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cô cũng giải thích đây là cái túi cột này đi ra thì cái thanh nó nằm ở đây. Cái thanh này rất to và thần nó ngự ở đó. Thần nó ngự ở đó. Và bây giờ thì tôi sẽ mọi cái vấn đề của gia tiên dòng họ nó xuất phát từ ngôi nhà này và nó gây ảnh hưởng các đời, nó gây sự xáo trộn, mất người, thậm chí bệnh tật, ung thư, nó xuất phát từ ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà cổ cần phải giữ gìn và tôi sẽ làm sạch tâm linh để cho dòng họ giữ gìn ngôi nhà này một cách an toàn. Bây giờ tôi sẽ bắt thần, đích thân tôi sẽ bắt thần chứ không phải lệnh ai nữa. Tại vì cái thần ở đây nó rất là mạnh, nó rất là mạnh, nó không ở dưới mà là ở trên. Và cái này tôi sẽ phải giải thích sau với các bạn là vì sao là có thần ở trên mà không phải ở dưới, mà bằng bình thường người ta phải chôn. Cái này tôi sẽ giải thích sau, tại vì đây là một cái bí mật cũng khá là lớn. Tôi không chưa muốn tiết lộ ngay. Bây giờ đích thân tôi bắt cái thần này vì nó rất mạnh. Tôi cho các bạn biết luôn vị trí của nó luôn. Cái thanh này thì nó nằm như này thì đây nó sẽ là cái vị trí trung tâm, nó nằm đây. Giữa đây đúng không ạ? Đây. Tôi cho các bạn nhìn, nó sẽ quay tít tung mù luôn. Các bạn thấy chưa? Thẳng ở đây, thẳng lên nó nằm chỗ đây. Đúng không ạ? Vâng. Thưa các bạn, rất tiếc một điều rằng cái mái này, trần này thì gia đình lại làm cái này để che mưa, cho nên là nó không nhìn thấy được cái thực tế. Và cái này cháu khuyên gia đình là cố gắng tu sửa cái mái để công ngôi nhà này cố gắng giữ được thì là cái tốt. Đây nó là một cái hiện vật khá là giá trị. Không có tiền. Vâng. Cố gắng giữ gìn. Con thì không có nhà rồi, chúng tôi lấy chồng rồi lấy tiền đâu bỏ đi, họ bảo cái tiền tỷ mới khôi phục cái nhà này. Vâng. Chứ không phải ít tiền đâu. Hôm trước các cụ ở đẹp lắm, nó có người ở. Có người ở mà nó có nhìn mấy cái nóc này nó không giờ nó không thấy nóc nó còn có cái xà dọc nên nó không. Vâng. Chúng tôi thì họ để năm ngày xưa là cụ tôi là định lên tầng 2 nhưng cụ ốm nó cụ mất. Đấy, ông này để cái xà ở dưới này kê gỗ thì đã là ngày xưa cụ không phải là địa chủ mà cụ là cũng phải chạy. Cô cũng chết đói lại phó không. Không, đây là một người vừa là quan vừa là địa chủ, tức là có tiền ngày xưa. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái lệnh bắt thần mà tôi vừa, không phải là lệnh mà là kiểm tra cái hiệu quả công việc mà tôi vừa bắt cái con chim nữ ở đây. Đây là đích thân tôi đưa nó đi. Rồi, bắt được rồi. Và thưa các bạn, chúng ta cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong quá trình chúng ta đi làm sạch âm phần cho đất nước thì sẽ gặp những cái tình huống nó rất thú vị như cái ngôi nhà này. Thực sự tôi đang rất là bâng khuâng khi được chứng kiến lịch sử như thế này. Chúng ta sẽ còn đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc cho đất nước này. Xin chào và hẹn gặp lại.